Trong tổng số hơn 336.000 lượt khách tới Đà Nẵng dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, có khoảng 72.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa đạt khoảng 264.000 lượt. Các cơ sở lưu trú du lịch 4 đến 5 sao đạt tỷ lệ kín phòng 70%. Các khách sạn 3 sao trở xuống đạt công suất bình quân 45%. Bình quân mỗi ngày có 112 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 61 chuyến bay nội địa và 51 chuyến bay quốc tế. Đáng chú ý, số khách đến Đà Nẵng bằng tàu hỏa tăng hơn 60% so với cùng kỳ, với hơn 16.000 lượt. Khách di chuyển bằng đường bộ, đặc biệt là phương tiện tự túc cũng tăng cao. Dịp này, cảng Tiên Sa đón tàu biển Azamara Johnny với khoảng 800 khách quốc tịch Âu Mỹ. Được biết, kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay đã mang lại tổng thu hơn 1.330 tỷ đồng cho du lịch Đà Nẵng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.